tên giáo sứ Bến Sắn, chờ lượt thay giáo phận tại giáo sứ Bến Sắn. Vào lúc 18 giờ thứ Bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2018, lễ vọng mừng kỷ niệm sinh nhật Thánh Gia Anh Tiền Hô, Cộng đoàn giáo sứ Bến Sắn long trọng cử hành nghi thức khai mạc chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận Phu Cường về giờ chầu Tai Dê. Trong giờ chiều này, tất cả cộng đoàn cùng thinh lặng, lắng động tâm hồn, bên những ánh nến lung linh, dâng lên chúa những tâm tư ước nguyện, hòa theo lời hát, điệu nhạc du dương. Rạng sáng trước nhật, ngày 24 tháng 6 năm 2018, ngày chầu lượt được tiếp nối với thánh lễ lúc 5 giờ sáng do cha chánh xứ Geronimo Nguyễn Phi Hùng chủ tế trong bài giảng lễ cha chủ tế đã mời gọi mỗi gia đình hãy chuyển trao sứ điệp yêu thương cứu độ của thiên chúa cho mọi người xung quanh bằng cách mỗi thành viên trong gia đình dứt khoát chọn lựa trung thành với thánh ý chúa như ông bà zakaria đã đặt tên cho con là do an đồng thời cha cũng kêu gọi cộng đoàn siêng năng đến với chúa nhiều hơn qua việc tham dự thánh lễ hàng ngày và các giờ chầu hàng tuần trong giáo xứ để hiệp thông với nhau cùng cầu nguyện cho giáo xứ Bến Sắn nói riêng và giáo phận Phú Cường nói chung được ngày càng phát triển ơn đức thánh thiện. Cuối thánh lễ là nghi thức đặt mình thánh chúa và cung nghinh thánh thể, sau đó là giờ chầu chung của toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Sau giờ chầu chung là phần chầu lực dành cho các giới trong giáo xứ được diễn ra cả ngày.